Chà, hôm nay bạn chị mới đi học về nha. Tao mua cho hai gói gì vậy ta? Chip nè. Đó, giờ mình bóc ra nha. Xem nha, đây đây là hai gói kẹo chip chip chip. Mình bóc ra thì được nhiêu đây? Đây là hình con cá dễ thương quá con à. Đâu là chai coca cola. Ủa, còn đây là cái gì ta? Ui, trứng ốp la nè, dễ thương không? Ủa, còn cái nhẫn nữa này. Ui, cái nhẫn này đeo thử con đeo thử qua tay nào để cho mọi người cùng coi nha. Mình đeo hết mấy cái nhẫn lên luôn nào. Đây, đeo tay ra mẹ đeo cho. Xè ra, xè băng ngón tay ra. Wow. Rồi ăn thử đi, con ăn thử cái kẹo nhẫn coi nó ngon không nào. Ha, ngon. Ngon. Chua hay là ngọt? Hả? Ngon. À, ngọt hả? Ui, có hình con gấu rồi nè. Con gấu màu xanh. Dễ thương quá à. Ui, hình trái tim có hai màu sắc luôn nè. Mẹ ăn thử miếng này coi có ngon không nha. Ngọt lắm. Cái hình trái tim của con đó. Ồ, có một cái hình trái tim đó hả? Mình xin lỗi nha. Có một cái à. Mà ăn thử cây trứng ốp la đi. Trái tim chua. Trứng đầu ngọt, trứng sau chua. Trứng chua mẹ. Trứng cũng chua hả? Này, đây là mấy bạn gấu này. Ui, được trứng chua. Bốn bạn gấu nha. Gấu một xanh, gấu một đỏ và gấu một cam, cam vàng á. Và có ba bạn cá chép. Cá chép. Ê, này cá chép mình cá chép có vẻ mềm hơn là mấy kia. Để con thử con cá chép nào. Ăn hết con rồi hả? Đúng không? Chua hay ngọt nhỉ? Hơi chua. À, hơi chua hả? Thì đúng rồi, nó vị cam mà. Nhìn chua không hả? Đây là bạn chin không thích ăn đồ chua. Cái gì đồ ngọt là bạn ăn, còn những đồ chua là bạn không ăn được. Ví dụ như quả cam chẳng hạn cũng thế, cũng không ăn được. Đây này, khoan cho ăn cái nhẫn đi. Là chai coca này. Hơi chua chua thì ăn được chứ đừng chua quá là không ăn được. Hôm nay ngày đi học vui không? Hả? Con đi học vui không? Vui mà hôm nay cô có cho con làm bài toán không? Có. Mình mở cái đọc rồi. Rồi, hôm nay mình mở ra coi. Bữa nay bạn Trinh học cái gì nha? Để coi có học ở trên lớp có cái gì nè. Bữa nay hè nhưng mà vẫn cho đi học hè đó. Chứ ở nhà phá đó. Đi học cho nó giỏi. Rồi, hôm nay trên lớp làm bài toán hả? Ui, có chấm điểm nữa không ta? Đây các bạn xem hôm nay bạn Chín đang học trên lớp nha. Đây 9 trừ 1 bằng 8. Đúng rồi. 9 trừ 3 bằng 6. Nhưng mà số 6 hơi ghi ngược nè. 9 trừ 4 bằng 5. 9 trừ 3 bằng 6. 9 trừ 2 bằng 7. 9 trừ 5 bằng 4. 9 trừ 6 bằng 3. 9 trừ 7 bằng 2. 9 trừ 8 bằng 1. 9 trừ 9 bằng 0. Đúng rồi. Chỉ sai một phép tính không sai. Nhưng mà ý là số 6 con đi hơi ngược thôi, chứ không phải là sai. Bạn Chin năm nay chỉ mới 4 tuổi thôi, gần 5 tuổi chứ bạn đang học mẫu giáo. Hôm qua con vẽ ở trên lớp. Chưa lên lớp 1 nha. Hôm qua con vẽ ở trên lớp là con ghi số 8 vào trong đây. À vậy hả? Vậy là con ghi sai đâu mà sao con sửa lại, con ghi lại số 8 hay là số 6 này. Hai số này với số 9 là con ghi hơi xấu, hơi ghi ngược lại á. Nha. Để sao học thêm nhá. Dạ. Đấy, bạn Chin mới 4 tuổi hơn thôi, đang học mẫu giáo đó. Khi nào vào lớp 1 là bạn sẽ biết cộng trừ luôn rồi, giỏi chưa? Yeah. Hôm nay vui quá hỉ, vui vẻ quá nhờ. Rồi, con ăn đi. Rồi, tao mua cho con thì con ăn đi. Rồi. Bye bye mọi người, chọn chín của bạn chín ăn thôi nha. Yeah, hẹn mọi người đi xem tiếp theo nha. Bye bye.